Những ngày cận Tết, chợ hoa cảnh cây kiển trên bến Bình Đông, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh luôn nhộn nhịp ghe thuyền chuyển hoa từ các tỉnh miền Tây lên thành phố Hồ Chí Minh phục vụ thị trường Tết. Đây là chợ hoa trên bến dưới thuyền từ xa xưa, còn duy trì mỗi dịp Tết ở thành phố Hồ Chí Minh. Những ngày này, chạy dọc bến Bình Đông, chúng ta sẽ dễ dàng bắt gặp không khí nhộn nhịp của chợ hoa trên bến dưới thuyền với sắc vàng của hoa mai, hoa cúc vạn thọ rực rỡ sắc đỏ, sắc cam của hoa giấy hay những chậu tắc trĩu quả được thương lái bày bán. Đi ghe lên hồi lúc 4 giờ ngày 20, lên đây rạng sáng này là 8 giờ 21 mới tới đây, chở lên 100 cây để bán và cho thuê. Giá năm nay cũng như mỗi năm cho thuê là khoảng 30% giá bán. Năm nay, hoa được nhiều nhà vườn trồng với số lượng lớn. Tuy nhiên, đứng trước những khó khăn của nền kinh tế, nhiều tiểu thương lo lắng sức mua và giá cả sẽ giảm, trong khi chi phí vận chuyển đi lại thì lại tăng. Năm nay thấy tình hình buôn bán ở chợ nó cũng không được như năm qua. Năm vừa qua thì thấy cũng đỡ, năm nay thấy người dân còn đang gặp khó khăn lắm, đào lên nhưng mà bán không có giá. Với lại là chợ nó còn trống vắng lắm mà. Nên năm nay chắc là bán là không có được bằng như năm rồi. Với cái lượng mà trái cây hoặc là mọi thứ nó lên mua trên lô đây á, là ví dụ trước kia mình bán nó cũng được chút đỉnh, còn hôm nay là ví dụ như cái giá nhận thọ 150 giờ bán khoảng chừng 180. Mặc dù còn nhiều lo lắng nhưng niềm vui được góp mặt ở chợ Hoa Xuân bến Bình Đông cứ thôi thúc nhiều thương hộ đến đây buôn bán. Năm nay, chợ Hoa Xuân sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 21 tháng 1 và lễ khai mạc sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 6 tháng 1 với nhiều hoạt động thú vị.